có thật sự là kém an toàn hơn virtual machine không? thì mọi người vẫn đang tranh cãi nhau như vậy. thì có người thì nói là nó kém an toàn hơn, tại vì nó nó dùng chung kernel với thằng host. nhưng mà có một người lại nói là nếu mà mình cấu hình đúng á, thì cái độ an toàn giữa container và virtual machine là nó giống nhau. nhưng mà bây giờ bởi vì nó chưa ngã ngủ thì mình cứ chấp nhận là mặc định, tức là chưa có cấu hình gì hết á, thì chạy virtual machine nó sẽ an toàn hơn là chạy container còn những người mà họ chuyên sâu về security họ có những cái 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 hiểu biết họ cấu hình đúng á thì có thể là cái cái này nó nó không còn đúng nữa nhưng mình không phải chuyên về security mình không có bàn không có bàn được về cái này thứ hai là thằng vm này nè nếu mà cái cái host operating system của bạn chạy linux nhưng mà máy ảo có thể chạy windows hoặc linux hoặc thậm chí là mac os nhưng mà với container nếu mà cái hệ điều hành của bạn là linux đó, thì bạn không thể chạy được Windows trên đó. Và những cái ứng dụng của Windows là thua, không thể nào chạy được. Thì nó bị limit ở chỗ là bạn không có thể nào mà dùng cái OS khác với OS của cái thằng host. Rồi đó là sơ qua về về những cái lý do mà container và so sánh với VM, bây giờ là, là lịch sử lịch sử phát triển của container. Thì container nó nó không phải là một cái cái công nghệ gì đó mới, nó đã xuất hiện từ lâu rồi, từ cái hồi mà chưa có Linux nữa. nó nằm ở trên Unix này. Nhưng mà chỉ đến khi mà thằng Docker nó xuất hiện Thì lúc đó mọi người mới quan tâm nhiều hơn đến, đến container Đến mức mà thằng Windows nó cũng bắt đầu Nó thay đổi cái hệ điều hành Windows để nó hỗ trợ chạy container trên Windows OS Container này có thể là Windows Container hoặc là Linux Container Thằng Windows nó hỗ trợ hết Và sau khi mà thằng Docker xuất hiện thì một loạt những cái tên to ví dụ như Kubernetes, OpenShift hay là những thằng khác Nó build cái system nó build cái hệ thống software sử dụng container cho cái quá trình mà deploy phần mềm thì nó nó được cái cả thế giới nó tạo lên một cái trend mà cả thế giới nó phải, phải phải chạy theo cái trend này thì lý do tại sao như vậy. Thứ nhất tại vì cái nó có một cái bộ document rất là đầy đủ từ cái việc làm thế nào để start container bằng command line rồi làm thế nào để build image. Rồi những cái cái ecosystem, những cái hệ sinh thái xung quanh ví dụ như Docker Hub Docker Hub là nơi mà mọi người đóng gói cái image Sau đó upload lên và chia sẻ với cộng đồng Cho nên bởi vì nó dễ tiếp cận như vậy Ví dụ mình là một người chưa biết gì về container Bây giờ mình muốn trải nghiệm Cái container nó là như thế nào Thì thay vì mình phải tự tìm hiểu Thì làm sao để build một cái image Sau đó mình mới start container từ cái image đó Thì bây giờ nó có Docker Hub Mình chỉ cần cài Docker cần Line Mình pull cái image về Mình chạy thêm một cái comment là Docker Run Thì mình có thể trải nghiệm được Container là cái gì? Thì nó làm cho cái thời gian mình cần để tiếp cận container nó nó nhanh, trải nghiệm tốt và nó có có define luôn những cái tiêu chuẩn để build image. Thì cần làm gì? Chỉ cần viết một cái đó, số cái Docker file. Còn cái format của Docker file như thế nào thì lên document để đọc đầy đủ. Nó nó hơn cái thằng những cái thằng trước của nó, ví dụ như trước của nó thì có OpenVG này hoặc là LXC này. Nó cũng là một cái kiểu container nhưng mà nó không có sẵn, không có sẵn image. Giờ bây giờ mọi người muốn 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 trải nghiệm cái LXC này mọi người phải tự một cách để build một cái image sau đó mọi người mới mới chạy được. Và thằng Docker thì nó nó có Docker Hub cho nên nó có sẵn rồi, mọi người chỉ cần download và chạy thôi. Và ngoài những cái tooling đó nó còn có những cái ecosystem những cái hệ sinh thái khác ví dụ như Docker Swarm. Thì thường là khi mà deploy phần mềm á mình không bao giờ mình deploy trên một server hết mà mình deploy trên một cluster bây giờ nếu giả sử mình muốn deploy lên docker thì có cái giải pháp nào để quản lý container mà nó chạy trên nhiều cái host khác nhau không thì thằng docker nó sinh ra docker swarm để giải quyết cái vấn đề mà deploy container trên một cái cluster có nhiều cái docker nó và bây giờ nó có thêm một cái trusted registry ví dụ một số công ty nó làm về tài chính chẳng hạn thì nó có những cái yêu cầu yêu cầu nó nó khắt khe hơn về mặt security vì nó không thể nào mà nó dùng những cái image có sẵn được và khi mà nó boost một cái image lên nó phải chắc chắn là cái image đó không có chứa gọi là virus <laughs> hay là malware hay là những cái phần mềm độc hại cài sẵn thì nó có một cái trusted registry ở trên đây thằng thằng Docker Hub nó sẽ nó sẽ handle mọi thứ nó đảm bảo là khi mà image boost lên đây là nó sẽ an toàn thì như vậy công ty chỉ việc trả tiền cho nó và dùng thôi công ty không phải làm gì hết thì bấm một cũng là một cái cái hệ sinh thái của nó tiếp nữa là docker compose, docker compose là cũng là một cái tool thôi, nó cũng là một cái container nó giải quyết cái vấn đề là khi khi ứng dụng của mình deploy lên đó. mình không bao giờ deploy một cái loại ấy. ví dụ mình deploy một cái web app thì cái web app nó có front end để hiển thị cho người dùng và cái web app nó có data data thì nó lưu ở database và cái để cái speed up cái quá trình mà lookup mà, mà tìm kiếm dữ liệu á thì thay vì phải đọc data nhiều lần thì mình có thể lưu ở trong cache lưu trên redis hoặc là memcache gì đó thì mình cần thêm một cái cache nhưng mà ba cái thằng đó nó cần kết nối lại với nhau để tạo thành một cái ứng dụng hoàn chỉnh cho người dùng thì bây giờ nếu mà chỉ dùng docker không á thì mình phải deploy ba cái này sau mỗi lần deploy mình phải ghi nhận là cái ip của cache là bao nhiêu ip của database là bao nhiêu thì mình cấu hình cái con front end là cái con web nó show ra để nó móc vào đúng mới có dữ liệu thì nó mới đẻ ra docker combo thay vì phải dùng ba cái comment nó cho mình khai báo mình viết cái file config bằng YAML cho nó mình khai báo là cái con web này là nó phụ thuộc vào hai cái con là cache và db vậy thì hai con hai con cache và db phải deploy trước sau đó mới deploy con web và cấu hình con web là connect tới hai cái con kia thì docker compose nó sẽ đọc cái file đó và khi mà mình chạy cái comment gọi là docker compose up chẳng hạn thì nó tự động nó start cả ba cái cho mình và nó tự động nó cấu hình cho mình luôn Vậy thì sau khi chạy một comment mình sẽ có một cái ứng dụng hoàn chỉnh thay vì mình phải chạy ba comment. Đó là cái tác dụng của Docker Compose. Còn thêm nữa là Docker Desktop. Docker Desktop là là kiểu là là cái tool mình cài ở cái máy local để mình dép á. Thì bây giờ mình muốn dép cho container thì mình mình phải có Docker ở dưới local. Mà với những người mà dép họ không chuyên về Linux á thì thay vì phải dùng cái command line ví dụ app get install sau đó start service sau đó bắt đầu dùng thì cái docker desktop này là một cái ứng dụng uh, ứng dụng GUI á nó có một cái giao diện uh, mình cũng có một cái Docker Desktop ở đây. Nó có một cái giao diện giống vậy. Nó nó đang start ở đây nè. Đó. Trong đó nó tự động nó tạo một cái máy ảo, ví dụ như giống như mát mình không phải Linux thì nó sẽ tự động nó tạo máy ảo. Còn nếu mà Linux thì nó không cần tạo máy ảo, nó cài Docker daemon, sau đó nó cấu hình Docker tất cả môi trường, start service và mình chỉ việc mình dép trên cái máy local của mình thôi Mà khi mà deploy container đó, nó nằm trên đây tất cả đều qua giao diện hết để hỗ trợ những cái người mà không không có chuyên về làm việc trên command line đó. họ dễ dàng họ, họ làm việc với docker đó là một số cái hệ hệ sinh thái của docker góp phần mà cái việc mà làm cho cái docker nó nó phổ biến như bây giờ nhưng mà bởi vì cái thằng docker nó có nhiều thứ như vậy á thì ban đầu nó là cái lợi cái điểm điểm lợi của nó nhưng mà bây giờ đó, nó bắt đầu trở thành cái điểm yếu rồi cái version mới nhất của Kubernetes này, tức là cái cái platform mà nó dùng Docker container nhiều á nó bắt đầu nó không support Docker nữa, tại vì nó quá cồng kềnh nó thay bằng một cái thằng khác mà nó nhẹ nhàng hơn mà nó chỉ có mỗi cái dịch vụ là là download image và và start cái container nó không có chức năng là quản lý image hay là build image từ Dockerfile thì vô tình bây giờ những cái lợi ích của ban đầu của bây giờ nó thành điểm yếu của thằng Docker nên bây giờ Docker nó phải bắt đầu nó nó chia nhỏ ra nó bắt đầu nó đẻ ra những cái project con từ những cái project bự để bắt đầu nó nó chia function nó đẹp để nó phù hợp hơn với cái cái tư tưởng mà microservice mà mọi những cái công ty bây giờ họ họ dùng á thì cái okay, đó là phần lịch sử bây giờ mình sẽ đi đi vào phần phần technical tức là mình sẽ tìm hiểu xong để mà tạo được một cái container á trên chạy được trên cái hệ điều hành Linux đó thì sẽ sử dụng những cái thành phần gì của kernel của Linux nó nó cung cấp cho mình thì trước tiên là cái vấn đề isolation nãy là có vấn đề về resource control isolation thì mình sẽ đi giải quyết từng cái một thì vấn đề isolation thì có hai cái chức năng hai cái hai cái future của kernel nó hỗ trợ thứ nhất là namespace namespace là giống như là nó cô lập về view nó cung cấp cho mình một cái view ảo bạn mọi người có thể tưởng tượng là mình có một cái hộp thì bây giờ mình nhét một cái process chạy bên trong cái hộp đó Thì bản thân cái process đó nó chỉ view, nó nó chỉ có view được bên trong cái hộp thôi Nó không có, có thấy được ở bên ngoài cái hộp Thì cái đó là cái ý tưởng của cái cái namespace Còn cái view đó là gì thì mọi người đây có một số cái view đây nè Tí mình sẽ nói sâu hơn về từng ý nghĩa của từng cái này Đại khái bây giờ mọi người hiểu namespace giống như là cái view Và mình cho cái process view bên trong một cái hộp Và mình có nhiều cái hộp như vậy, mỗi cái hộp nó gọi là một cái container thứ hai là về mặt file system uh, file system nó nó nói vậy bên trong process bên trong container á khi mà nó đọc ghi dữ liệu gì bên trong đó thì nó cũng không làm ảnh hưởng đến những cái container khác và cũng không làm thay đổi cái hiện trạng của cái con 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 host con server host đó, để chạy container thì mình nó hệ điều hành nó có một cái cơ chế là CH root là chain cái root nó thay đổi cái root cụ thể mình sẽ demo và đại khái là nó sẽ đảm bảo cho việc mà khi mà cái container nó read write dữ liệu bên trong nó thay đổi nó cài gói gì đó nó không làm thay đổi cái hiện trạng của con hot hoặc là không làm ảnh hưởng tới container khác à, sau khi giải quyết được vấn đề isolation thì mình sẽ giải quyết thêm cái vấn đề làm sao để quản lý được là một cái container nó chỉ được dùng tối đa là bao nhiêu tài nguyên thôi mình không muốn là một cái container nó chạy mà nó chạy hết CPU, chạy hết RAM của server mà nó làm ảnh hưởng đến những cái con container khác hoặc là làm ảnh hưởng đến cái server mà mình đang chạy cái server vật lý á thì mình phải có, có cơ chế mình mình bóp lại khi mà xài nhiều quá là mình bóp. Thì cái Linux nó có một cái chức năng gọi là control group viết tắt là cgroup thì nó cho phép cái người quản trị người admin ấy, nó cấu hình được một cái con container dùng bao nhiêu CPU, bao nhiêu memory nó được IO tối đa là bao nhiêu megabyte một giây ai bao nhiêu IOPS nó tạo được tối đa bao nhiêu cái process ID thì nó dùng syrup để nó quản lý thì ngoài hai cái này là bắt buộc ra thì nó có thêm cái cái này nữa cái security Nên bây giờ mình cho nó chạy rồi mình quản lý tài nguyên rồi nhưng mà mình cũng muốn quản lý về security nữa thì cái buổi học mình không có chuyên về security bình thường mình đi làm mình cũng không có đào sâu về security nhưng mà trong cái cái phạm vi của cái buổi học ngày hôm nay ấy, mình sẽ đưa cho mọi người một số cái keyword như vậy để nếu mà mọi người có quan tâm về container security thì có thể search thêm thì ban đầu nó sẽ có là capability thì mọi người cứ hiểu capability là gì là là ở trên Linux user root nó sẽ có quyền tất cả mọi quyền nó là power user nó có thể làm tất cả mọi thứ trên Linux và cái cái capability này nè, nó nó chia cái quyền root ra thành nhiều cái quyền nhỏ ví dụ như để quản lý network thì nó có cap uh, net admin để quản lý system thay đổi file các kiểu thì nó có sys admin thì bây giờ nếu mà cái container của mình nó nó làm những những cái công việc mà liên quan nhiều đến network thì thay vì cấp cho nó cái quyền sudo hay quyền root thì mình chỉ cấp cho nó cái quyền để nó nó quản lý network thôi nó không có quyền nó thay đổi những cái file cấu hình của hệ thống hoặc là không có quyền reboot server chẳng hạn thì đó là là lý do đẻ ra cái capability này. chia nhỏ cái quyền root ra. Và cái seccom là gì? Seccom là là kiểu như đại khái là hạn chế những cái system call mà cái container nó được gọi. Uh, system call là cái gì? Thì mọi người hiểu về khi mà cái một cái process nó chạy trên hệ điều hành Linux đó, thì những cái tài nguyên như là memory, CPU là thằng Linux quản lý và những cái process đó, nó có quyền nó request bây giờ nó kiểu là tao cần thêm memory nhưng mà bản thân của nó chỉ gửi cái request đó đến thằng kernel còn cái việc cái thằng kernel có cấp hay không á là nó là một cái câu chuyện khác và cái cái quá trình gọi như vậy nó gọi là là system call thay vì gọi function thì nó gọi là system call system call là kiểu như là trigger một cái kernel một cái kernel routine đó. nó 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 phản ứng lại thay vì mình gọi là function thì mình có thể hiểu là system call là một cái function mà mà chuyển từ user mà, ứng dụng của user sang kernel. Thì mặc định á thì process nó sẽ được gọi tất cả các system call. Thì nếu mà mình apply cái setcom này vào thì mình limit là ok cái container này nè, những cái process bên trong cái container này chỉ được gọi một số cái system call à, an toàn như vậy thôi, còn những cái system call khác không được gọi. Thì từ đó mình sẽ giới hạn được một số cái nhưng mà cái này nó khá là sâu, mình phải hiểu là cái ứng dụng của mình nó cần những cái system call nào để nó hoạt động. Thì nếu không mà mình chặn thì rõ ràng là nó sẽ không hoạt động được Thì cái đó mình phải hiểu rất là sâu về hệ thống Và còn thêm cái Linux Security Module thì nó mọi người có thể quen thuộc là nó là xe Linux Thì hồi mình làm sheet admin thì mình Cũng có xe Linux Nhưng mà cái công việc duy nhất mình làm với xe Linux là mình disable nó Tắt nó đi Bởi vì mình không 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 có thời gian là không có chuyên môn để mình đào sâu vào cái cái cấu hình profile cho xe Linux bởi vì mình không chuyên security và hôm nay mình sẽ demo chủ yếu vào hai cái phần đầu tiên thì trước tiên là namespace namespace là gì namespace là quay lại cái vấn đề cái hộp bây giờ mình limit cái view của hệ thống cái view của những cái process mà nó đang chạy trong cái hộp và cái view này mỗi cái view như vậy á, nó sẽ tạo nên một cái môi trường gọi là runtime environment thì trong đó cái process nó chỉ thấy được từ đó thôi Nó không biết hơn thì cụ thể nó sẽ có những cái namespace như vậy nè mau namespace process id tí mình sẽ demo từng cái vậy mình sẽ show cho mọi người sự khác biệt khi mà mình dùng namespace và khi không dùng á nó là thế nào thì để làm việc với namespace á thì mình có hai comment thứ nhất là unshare unshare là là cái gì khi mà mọi người gọi cái comment unshare và khai báo vào là muốn unshare cái namespace nào và sau đó là truyền vào cái comment thì giống như mọi người là trước tiên nó sẽ tạo một cái hộp sau đó nó sẽ start các process của mọi người bên trong cái hộp đấy để tạo thành một cái user environment cái runtime environment mới tạo ra một cái hộp mới đó là cái tác dụng của Unshare còn cái comment thứ hai là ns enter cái giả sử mọi người đã có sẵn một cái hộp rồi trong đó đã có một vài cái process nó đang chạy bây giờ mọi người muốn thêm một cái process mới vào trong cái hộp đó thì mọi người dùng ns enter cái hộp có sẵn không có tạo mới chỉ là nhét thêm reset vào thôi và hai comment chính để làm việc với nó thì bây giờ mình sẽ qua cái phần demo để cho mọi người có cái gì nó nó dễ hơn demo nó dễ hơn là nói thì cái hệ thống của mình thứ nhất là mình cài trên máy ảo VirtualBox thì trước trước tiên mọi người mà muốn làm á, thì mọi người phải cài VirtualBox thứ hai là thay vì start từ cái giao diện của của cái thằng VirtualBox á, thì mình cài cái Vayron này vào Vagrant nó là giống như một cầm like Nó sẽ giúp mình start cái máy ảo lên Rồi nó giúp mình cài, nó chạy những cái comment mà mình mình quy định sẵn á Để mình cài những cái dependency vào Đỡ cái tốn thời gian Thì ok, start cái này lên ở Trong mỗi cái ví dụ như vậy nè Mỗi cái ví dụ như vậy thì mình sẽ có một cái file nó gọi là Vagrant file trong đó mình khai báo cấu hình những cái máy ảo sẵn ví dụ như trong trường hợp này mình tạo một cái máy ảo với cấu hình là 2 GB RAM và một CPU sau khi start cái máy ảo xong thì mình cài một cái số cái gói mà mình sẽ dùng á thì thay vì mình phải làm bằng tay thì mình chỉ cần chạy một cái command là version à, content basic mình chỉ cần chạy một cái version up và nó sẽ tạo cái máy ảo cho mình và nó sẽ tạo ở đây. Mình không thấy nhưng mà bên dưới á là nó đang tạo một cái máy ảo ở trên VirtualBox. Và nó forward SSH rồi nó cài gói cho mình, rồi mình chỉ việc mình đợi thôi, mình không cần phải phải SSH vô mình làm tay. Mọi người đợi xíu. Ờ oh, có có cái audio của bạn nào đó đang đang mở. Miu miu giùm mình cái ha. Để mình mew Rồi. Thì cái đốc uh, cuối buổi mình sẽ gửi cho mọi người cái này trong đó có tất cả những cái ví dụ và có sẵn cái file file doc là file chống md là mọi người chỉ cần làm theo những cái bước ở đây để test những cái chức năng mà mình cần á sau đó là clean up và bắt đầu với những cái bài khác cái cấu trúc của cái cái những cái document này nó là như vậy hơi chậm người có đợi xíu hôm nay là đông nhất trong 3 buổi luôn hôm nay ba tới 20 người là chứ mọi hôm là có khoảng 16 người 15 người thôi mà cái buổi này chắc chắc nó sẽ là cái buổi cuối cùng mà mình dạy offline à, dạy offline mà dạy kiểu trực tiếp như vậy những buổi sau chắc mình sẽ kiểu như là share video thôi Rồi mình không chắc không có dạy không có dạy kiểu vậy nữa và để SSH vô cái máy đó thì mình gõ comment variant SSH thì mình sẽ nhảy vô cái máy ảo đó Để demo thì bắt đầu mình sẽ